Hồng Tiếp mời Pin Hồng toàn trong chương trình thời sự tổng hợp cam tài của đài phát thanh truyền hình Hà Giang vào đây. Đài chương trình vào này sẽ bị lại nội dung chính lặng. Bí thư tỉnh ủy Chu Thế Vinh hẹn viết đến ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Đình. Lại hoạt động trong kỳ điểm Hà Tiếp Pì Văn Khải Bóng Khả Tăng Hạnh Phúc. Một hiến pháp số thẩm tiếp xúc, trương cầu chính quyền địa phương. Phóng sự Hội Liên hiệp Phụ nữ Vị Xuyên đến phong trào biển đồng dình khơi cạn hẹn kín tà sắc tà khó. Khai này mời biển đồng tổng trọng đối xung của chương trình. Bên đồng thường tiếp, văn thi tí bình Tham, đoàn hệt việc của tỉnh Hà Giang đẩy bí thư tỉnh ủy trường tài vinh Hà Quốc đoàn đảm bi bệnh hệt việc đến bàn thường vụ tỉnh ủy Quảng Đình. Nội dung chính của đảng hiệp việc này là trao đổi, nghiên cứu, học tập, mưa lại quan điểm, chủ trương, mô hình, mưa các hạt của tỉnh Quảng Ninh đỡ viết xây dựng đảng, các hạt kinh tế xã hội. Mưa bường tỉnh Quảng Ninh, mì ké phạm bình chính, bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, các loại đồng chí đỡ bàn thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh. Ké phạm bình chính, bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đã lên hạt đoàn hạ giảng chắc mưa viết hạt đề án tối báo phương tức ông thông năng lực lãnh đạo các lệnh chiến đấu quốc đảng, việc tinh giản bộ máy biên chế quốc tỉnh theo hành quảng ninh đã quay lò một mục tiêu phát triển lệch thân pi thông sinh đường thăng thiếp ông quảng ninh vân tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại trung tâm du lịch quốc tế theo ba vừng bắn so hẳn hai kinh tế quốc tỉnh quảng ninh đã chống đầy ba pê khẩn đảng trầm gdp bình quân hùa cần đời pi thông sinh tiếp tí án đầy tham xin hà bắc usd lai khẩn sở thông bay cho đời pi thông sinh tiếp ất mưu việc tinh sản bộ máy biên chế tỉnh quảng ninh đã hành tử cấp tỉnh thần đai xạ cấp đại chống mà đầy những kết quả lò làng nói bài đầy bác nâng linh thí phòng bàn đơn vị nói bài đầy sốc trường bác nâng tham thi chất điểm trường cấp hà bác số tiếp hạ lớp học nói bài đầy hơn pet phấn biên chế của tăng tỉnh tiết kiệm đầy tham bác hà tiếp thị ngân cùng chú nàng hết việc lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã chia bén thêm với những kinh nghiệm về việc hành cung bộ hình trung tâm phục vụ hành chính công việc xây dựng chính quyền điện tử việc thi tuyển là chức danh lãnh đạo cấp sở ngành Bí thư tỉnh ủy Triều Tây Vinh đã lần Quang Ninh lúc giờ cùng để tin lùng mưa tư duy tối máu, đã khắc kinh tế xã hội, đã viết xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cấp đối ngoại. Nay Lê nương đã những kinh nghiệm mà Hà Giang có thể học tham của mò ao khảo hạt giúp thực tế Hà Giang. Đã ở bài hạt việc giúp tỉnh Hoàng Ninh, đoàn hạt việc của tỉnh Hà Giang, đã thân trầm, học kinh nghiệm, mưu việc hạt quốc trung tâm phục vụ hành chính công, viết hạt bà làng báo giúp phường Quang Trung, thành phố Uông Bí cấp xã Bình Khê, huyện Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh. Quán bề Trầm, bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Triều Tây Vinh đã on một cách hẹt quốc trung tâm phục vụ hành chính công cùng một phương quang trung, xã Bình Khê đã chống tay đặc việc cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, nhất là việc hạt bà làm báo. Nhưng việc này đã âu thông và thiến điếp quốc cần dân, khẩu cấp uy đảng, chính quyền, chống vào lợi ích đai mạc hạ cần dân. Ái tỉnh Quảng Ninh cùng bà đại huyền đại tỉnh sẽ vẫn trao đổi, giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đến tỉnh Hà Giang đợi thời gian vững đà. Tại lần mưa bài hạt việc của đoàn ADB giúp tỉnh Hà Giang, mưa chương trình phát triển đô thị loài thòng, thành phố khèo, văn tiếp tí bình tham, đoàn việc ADB đảm bị bay về trong thực địa giúp thành phố Hà Giang. Đoàn đã phải coi tì hệt việc cơ bản quản lý dự án chương trình phát triển đô thị loại thống, thành phố Khèo Hà Giang. Các bài coi thiết kế dự án lòng danh mục đại ủy bao nhiêu dân tỉnh đã phê duyệt rút thành phố. Lại cần rút đoán, đào thu thập thông tin rút tí dự án, tham cơ dân rút đợt tí dự án, vài châm hợp việc thiết kế cấp hết hồ sơ nghiên cứu khả thí. Tô làng nợ bài coi này sẽ hứa hảo đoàn chất đầy chính sách đầu tư cùng mò chọn óc là dự án lâm tiêu chí khai quáng thành phố khiếu. khen hẳn này lệ tị ý báo cáo ngô kỳ các báo cáo nghiên cứu khả thi phải tròn tư vấn ao khấu hết lại hót hầu làm quy định từ hạn chấp hạ việc ao khấu hệ chương trình phát triển đô thị loại thống thành phố kiều hà giang đầy mê nhất tàu lăn bừa lại hoạt động khai óc về trong kỷ niệm hạ vì văn khai phóng khả tăng hạnh phúc cho văn tiếp hạ bình tham chú thành phố hà giang ủy ban nhân dân tỉnh đã khai óc bay thi thể bị tiền lòng tiếp ba thành tiền sùng phòng các phát động văn tể olympic về hôm lên tăng dần vì thông sinh tiếp hạ. Phong trào thi tể, mít tiền lòng tiếp ba thành điện trung phòng trong kỷ niệm hạ tiếp bì văn khai béo khả tăng hạnh phúc, cấp phát động văn tệ Olympic vì hôm lên tăng dần vì thông sinh tiếp hạ, đại khai óc lên về cổ vũ viên, đồng viên vì đồng cân sân lai dân tộc thi cân dân luyện mưa hôm lên theo hướng đạo đức của bác hồ vĩ đại. Đế tiền lòng tiếp ba thành điện trung phòng, phong trào thi tể này lên hoạt động thôn cháo một truyền thống cách mạng khuyến khích thăm ón và này óc lành rèn luyện phấn đấu và tiếp ba những cần phải cón đang xây dựng cấp dư tổ quốc tham gia nâng thi thể này mi tăng cá xin nâng vận động viên cần kế pì nhất lè hà tiếp hạ pì cần nổi pì nhất lè tiếp hà pì ngay tốc lăng lệ phát động lai vận động viên đạp về khẩu thi thể từ quảng trường thống tiếp xúc bình thầm quá cầu Yên Biên ất mà thần Gác từ thanh ủy lồng Gác từ công an tỉnh quá cầu in Biên thòng cấp to thần quảng trường thống tiếp bình thầm dù này nên là hưởng ứng bị tính phòng trào, song lại vận động viên đã tham gia đến tinh thần luôn là các hào hứng. Lên Nương đời lại nội dung chính đời lịch kỷ niệm hạt tiếp vị văn khải bóng khả tăng hạnh phúc. Chương trình sử thi nghệ thuật đầy chiêng chút đời lệ bị tham gia của hàng phát diễn viên để lại bài múa bài hát đặc sắc. Và chương trình đại khai óc đầy mạc, lai đoàn diễn viên đã cấp đăng tập luyện vai góp phần khẩu thành công chung của nà lệ. Theo hẳn, chiến trình sử thi nghệ thuật rút nở lệ toàn trộm hà thiếp bí văn hệ xong khả tăng hạnh phúc, sẽ đầy khai ước hà thiếp phút, đời pa tổng hệ cốt thi bác thoáng thiếp diễn viên ca sĩ, thường từ đoàn nghệ thuật tỉnh, trường cao đẳng múa Việt Nam, bộ chỉ huy quân sư tỉnh, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, các lái trường rút đạo tỉnh Hà giang Đối tên lòng, hà giang khô tràng cá từ phía chương trình sử thi nghệ thuật đầy khai óc bên tham phấn phần to con hạc hàn pa chập cắn cốt lại bỏ bao mê thảo khai khả tang hạnh phúc phần tây thống lệ phần hà giang khốt tràng cá từ phía mi cần phù thùng bèm bãi đảng bèm bãi bóc hồ tàng hạnh phúc lượt khắp biếc phần tây thuốc chuyển trình lệ hà giang tê chập cánh tô làng nhận đề kế hoạch là đoàn biểu diễn cố tình đã phải khảo tập luyện thà thàn hờ lê tần trầm hà thiếp bí văn hệt song khả tăng hạnh phúc khái khảo văn thong thiếp bướn thảm pi đong xiên linh thiếp hà tần trầm hà thiếp bí khái phong thốt khả tăng từ thành phố hà giang bài thi huyền quản bà yên minh đồng văn mèo vạc vậy on lại like bỏ bao mẹ thảo khải khả tăng này giúp bé tình mi cao bằng bắc can làng sơn thái nguyên tuyên quang hà giang Nam Định, Hải Dương Này cùng lè bay lên cháu mưa truyền thống điếm nước và đoàn kết ý chí tự lực tự cường quốc dân tộc Hà Tha món Hà Giang phần này. Lễ tòn trộm Hà Thiết Bí phần khai băng thuốc khả tăng hạnh phúc để khai khẩu vết dơ khám phần thông thiếp bướn thám phi thọ xuyên linh thiếp hạ giúp quảng trường thà sốc bườn thám để truyền hình trực tiếp rút sóng VTV Đài truyền hình Việt Nam các HTV Đài phát hành truyền hình Hà Giang. ngắm quan hà phòng giáo dục cấp đào tạo huyện quản bà, vào đấy ban quản lý dự án aav đã khai ốc bài tập huấn, lần báo mưa quyền đếch nổi đại trường học. đào thòng văn lớp tổng huấn lê bài phải là cấp lại ngành, chết lò hồn mưa chào ái cốt đếch nổi. qua này mì kế hoạch hợp đế ca linh ơi lòng bà coi thường đầy cốt tăng xã hội, ở thùng cách nghỉ của cộng đồng mưa quyền đếch nổi. qua này coi thường hơn đào lúc khẩn lai chương trình đề án chôm họ dạy thứ thoàn thứ ở mà bà chuyên tôi mở cách nghỉ các việc hệt ở thùng trách nhiệm mưa ăn cướp cốt việc chẳng coi đếch nổi các thoáng trao đếch nổi để bà bấy khẩn cô khu huyền ở thùng bà toàn hết cốt đếch nổi khỏi lại việc hệt cốt đảo lườn lườn trường khắp xã hội đảm bảo họ tăng lại đếch nổi để thông đỡ xã hội đềm nhạc. để nhạc. đời việc tận hốc lời hứa hảo lại làn đếch nổi chắc để lò lại quyền cô lạ. Qua này, lên truyền chia bác thông tin quốc học sinh để vào mẹ các giáo viên qua lại viện hiện tăng cảnh Vậy hiện lại quyền đánh nổi đầu lươn trường. Ngọc Quang Hào, huyện Bắc Mê đã khai ốc giải bóng đá nhì đồng bài thải ất. Thân đề giải bài này bị chết đổi, cút lai trường tiểu học, đường âm, yên phòng, phú nam giáp trùng, lạc nồng, Minh ngọc, các thị trấn yên phú. Lai đổi để bén phân thông bằng thi đấu vòng quần vài tính điểm. Chọn thông đổi nhất Nhi bảng khẩu vòng bán kết thi đấu chéo tốt Lan hẳn tròn óc đổi thắng khẩu thi đấu trận chung kết nên Lê bay về bàn tổ chức xã óc nhưng vận động viên về tham gia giải bóng đá nhi đồng tăng tỉnh đợi thời gian bước đà lần rút lịch khai mạc kẻ trần tú oanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc mê đã lần giải bóng đá nhi đồng huyện bắc mê bài này là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào tăng dân dân luyện hôm leng theo gương đạo đức của bác khen đế hẳn là góp phần khai quảng một phong trào đá bóng chú đà tăng huyền đồng chí cùng ái lai vận động viên thi đấu nhiệt tình trung thực phát thân những cân trọng lại phá bóng hay và tư hành tiếp tục dư đầy cấp khai bài để giải này đang những bị mưa đà ngắm qua ma sang ngọc đường thành phố hà giang đã hết rầy ốc quần hết bàn làm bá ứ vì thông sinh tiếp hà hai lông giờ thần thường bình sốc vì thông sinh tiếp hà xa hết thường tăng cá tiếp cầu tiêu chí đầu bụt tiêu chí quốc gia hết bàn làm bá ứ Tòn hết phong trào bán lăng mơ. Thường này xã Ngọc Đường thành phố Hà Giang đại hết đầy thiếp hà nửa thiếp cầu tiêu chí. hệ lòng hào hết sóng thiết tiêu chí đại hết bà lăng mơ. Mưa tàng bày mạ, cơ sở vật chất văn hóa, y tế các môi trường. Xã Ngọc Đường đã ơi lòng cán bộ đảng viên các bí nồng cơ dân. toàn hết phải phát động đời quyết tâm thúng. Hết đầy miệng tặng lại việc đại hết bà lăng mơ. của bàn chỉ đạo bàn làng mơ thành phố Hà Giang đời cả việc cốt mồi lườn chết phía cốt thốn các bé phía cốt giả phải để hẳn xa cùng ai vì nào cơn dân chuyên tôi cờ cờ mày biết tù liền dù khoa học kỹ thuật khấu hệ kín ở mà lại việc hệ thảo vì nào cơn dân, ở thu ngân thủ cốt mồi cần hết lòng hờ áo số luân khó đà xa nội lòng toàn hết phải phát động tăng lại cản bộ đảng viên lại đoàn thể cốt thành phố hà táng các bí nào cơn dần ngọc đường đại bé bê tông khả tăng từ quyết hẳn, thông tông nà nà mường thôn tả vài sáng ngọc đường, đời bê lì thong bác thi thiếp mết, nà phát đồng đã áo mặc không khí luộm lạ, đồng viên bì cơn cơ toàn tổn hết lại việc đã hết bà lăng mơ. chương Cầu, chính quyền địa phương điều bác đường linh thiếp tại ất lai đơn vị hành chính của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đầy phân Đỉnh long lăng nước bén ốc phân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tỉnh bén ốc phân huyện thị xã cấp thành phố trực thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đại bén phân quận huyện thị xã cấp đơn vị hành chính tương rừng huyện bén phân xã thị trấn thị xã cấp thành phố trực thuộc tỉnh bén phân phường cấp xã quận bén phân phường đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đại quốc hội thành lập. Tài thòng, viên óc, giải thể, nhập, bén, biên địa giới đơn vị hành chính, ao cam đồng quốc quốc cân dân theo trình tự thủ tục đại luật định, Điều bác nâng thiếp ất, tài ất, chính quyền địa phương để tổ chức rút lại đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tài thòng, cấp chính quyền địa phương, mê hội đồng nhân dân, cấp ủy ban nhân dân, để tổ chức phù hợp đấy đặc điểm rút lại bản làng, rút đô thị, hay đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đấy luật định. Điều bác nâng tiếp thòng, tại Ất, chính quyền địa phương tổ chức các bảo đảm việc tài hành hiến pháp các pháp luật rút địa phương đã. Quyết định đại việc của địa phương đấy luật định, chịu kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước cấp nửa. Tại thòng, việc hạn quyền hàn của chính quyền địa phương đã xác định đấy cơ sở phân định thẩm quyền cũng lại cơ quan nhà nước cho trung ương, cấp cấp địa phương, cấp mỗi cấp chính quyền địa phương. Tại tham, trường hợp cần thiết chính quyền địa phương đề giao hết lại việc của cơ quan nhà nước cấp nửa, đấy lại điều kiện đảm bảo hết đề mạc việc để giao hành. Kha tăng hạnh phúc lệ kha tăng, đó là tình tăng chui đóng thút, đấy là tình phụ thùng của Hà Giang. Lê Quan Bà, Yên Minh, Mèo Vạc, Cấp Đồng Văn. Khả năng hạnh phúc đầy có bài khẩu khay từ văn xóa thiếp bườn cầu vì xin nâng cầu bác hạ thiếp cầu. Khả năng này ly hơn bác nâng số tiếp hạ cây số. Hàng vạn thanh niên xung phong của Pét Tỉnh, Cao Bằng, Bắc Càn, Làng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Nam định Hải Hưng, Hẹt Đại Sốc Vì. Từ vì xin nâng cầu bác tiếp cầu, thân vì xin nâng cầu bác số tiếp hạ. Đới hơn thông chiều văn công, trống óc vài khẩy bần khả tăng này. Tôn tang quá má bì lèng, đại đùi thanh niên cảm tử, teo là chút tình hình, hẹt đời thiếp ớt bườn. Tốc lăng sốc pì đới hơn thong chiều, cầu bác thì tiếp xúc xiền thảm bác thong tiếp ớt văn công. Vài phá hơn thong chiều, pet bác, cầu tiếp cầu xiên, sốc bác thảm tiếp pet mất cú hình. Tăng cá đều dùng bằng công đen tổ cần vài hẹt. Khả tăng đại hẹt tróng thút khẩu văn tiếp hạ vườn sốc vì xiên ăn cầu bác sốc tiếp hạ đó lịch sử hết tăng cải giúp Việt Nam. Có lẽ này lịch kha tăng, hết bằng lệnh tù cần, vất vả nhất, giạc nhất, bay quá cao nguyên phà thùng nhất, số văn công hết việc cùng đài nhất, số pi về khai bóng kha tăng này cùng hần nhất. Tốc lăng kha tăng đại hết dòng, đa mi nghĩ trang nâng, đại hết và chữ thần tiếp ất thành niên sùng phòng đã hy sinh. Kha tăng hạnh phúc, kha tăng ý chí, niềm tin khắp khát vọng. Bình Hồng Tường Điếp, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Vị Xuyên, Quay Phong Trào bình Hồng Dinh Khơ Căn Hạch Kinh Tà Sắc Tà khổ Hứa bình Hồng Dinh, Mỹ Việt Hẹt, Mỹ Ngân Thù, Lẻ Nơn đã lại việc trọng tâm của hội. Chính Long Hành, Lai Cấp Hội đã đần báo ở khỏi hạt đầy hạ phong trào này. Quá hết phong trào, biết điều Hứa bình Hồng Dinh Hội Viên, Mỹ Việt Hẹt, Tà Đầy khó, Tà Đầy Sắc, mà nhằm góp phần đang lần, không hết thuyền đầy mạc, lai mục tiêu, mở hạt kinh tế xã hội của ta huyền. hội liên hiệp phụ nữ huyện vi xuyên tỉnh hà giang khăn này mì nứa thiếp thảo xuyên hội phiến, sinh hoạt giúp bác nướng chết hết chết chỉ hội đào lại bí quá phòng trào bị nào nhìn hứa cần hết kín pê khấn, đà bày khấu hết kín còn vàn cốt mồi cần chính lòng hàn đã áo mà bà trên tối cải luồng đà cách nghỉ các kín giúp còn vàn cốt hội phiến, vậy khai quảng phòng trào lại cấp hội đại hết đầy mèo việt lần cháu bị nào nhìn hề kín bằng lái cách tan cắn. Mò khai quá nghe nghề buôn bán, chuyên tôi tổ cấu mày biếc tù liền, hề kinh tế chàng trai liền tay túa. Hồi phụ nữ xã Ngọc Linh huyền vi xuyến, bè con đã phòng cha pin nào nhìn hừa cán hề kín bè khửn cúc huyền vi xuyến đào lại bì quá. Khả này hồi phụ nữ xã Ngọc lính mì hạ bát chết đếp hả hồi viến, hồi phụ nữ xã đã hết đầy miệng việc ơi lòng, các hừa pin nào nhìn hề kín khen việc lên cháu khải óc lại phòng trào thì đúa mở dầm phân khéo dây dương lươn hà mê mi tham thảo giờ hồi nhân hết phòng trào pi nào nhìn hừa can hết kiến bay khẩn nhờ hàn lại mối anh hết kiến đầm trước lại nó mày liền tay tua xuống để đến nứng đà thô mà đầy lại ăn đầy miệng hừa hảo lại lươn bay khẩn ta đầy khó giác ừ, chúng tôi đã À, tuyên truyền cho trẻ em là phải mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật à, đối với những các hộ gia đình mà có đất nông. Bằng khỏi lên chắp phải vì nào nhìn dùng khoa học kỹ thuật khẩu hy kín đời là lươn mi đi nhà quáng nhàng đời là lươn nọ đi nhà học vì nào nhìn học cách liền mù điền bé mò vài phần lại vì nào nhìn đã chắc đầy kiến thức cơ hội lần chắc hở khả này phần lại vì nào nhìn đã dùng khảo đầy đứa các hệ kín về khẩn vài đến hiện tại thì có một số chị em cũng đã mạnh dạn áp dụng khoa kỹ thuật và một số chị em đã có kinh tế rất là khá giả. Lườn á Nguyễn Thị Thở, Lê Nương Đà Lai Hội Viên Phê Lân, Đà Phòng Trạm huyện kiến Pái Khuẩn Quốc Sa Ngọc Lính Huyền Phi Xuyến. Con này lườn á chập mít nổi ăn khẳng đời kiến số càng vằn. Từ lúc sinh hoạt xã hội phụ nữ, để lần trao ở lần chuyên tốt cờ cầu mày biếc tổ liền để về học lại lớp tập huấn chuyên giáo khoa học kỹ thuật đã gỡ ác thở chuyên tôi canh nghỉ, cách nghệt. vì thọ xuyên linh thiếp thóng để hội phụ nữ họ linh phê chiều mướn vào đời ăn hứa cốt vì nào nhìn đã chỉ hội, Á thờ đã thử thằng tổ mù phe mà liền vừa liền vừa học tham kinh nghiệm nhờ chăm coi đấy đứa chỉ lòng hàn thằng tổ mù phe cố luận á cả đầy nhạc, các mẫu đẩy lại lục mì tùa phê, À, khải quảng đoàn mũ khẩn thong thiếp tổ môi chắc mỗi bí từ phía khải mô nở các mũ ý cùng thô mà đáy ký chụp chiều mừng tuyên truyền của phụ nữ thì à, vài năm trước thì tôi có vay được 8 triệu thì tôi chăn nuôi thì thấy... qua lần trao quốc hội phụ nữ thòng bì con khỏi đàn linh phép chiều mướn mà liền tay túa tôi làng thòng bì liền khởi bé đầy ngân linh khó khăn này đánh phần tàu liền phải ở mà ngân thủ họ đào lươn cố gắng chăn nuôi thì tạo điều kiện cho gia đình là cũng tạm ổn nhàng á lê thị huyền rút hồn nam đàm xã ngao linh nguyên phi xuyên ta chọn họ là ba hết kỳ nứng thi bì con hệ kín cô đơn ám huyền chập lại ăn khẳng sau bì thòng xuyên linh thiếp hạ phù á làm tài nạn các tầng tới phải nàng rút nửa say lắn mất vài cân hết các cốc cô đào lườn, tặng lại việc phải thằng mừng khúc á tò nhân để bà coi thằng ngứa cô hội phụ nữ xả áo huyền đã bày qua lời án khẳng mi chịu khó sát nhất lệ từ lúc mình dự án đầm piu mắt trầm thấu các hội hảo linh ngân cô ngân hàng chính sách lượn á đã bám biêu để sao thóng hát á tốt làng của phụ thơ con cùng thù mà hảo lượn áo huyền nữa tham thiết chờ mướn ngân lái từ khi có đề án tranh leo thì tôi cũng có cán bộ xã với lại chị em phụ nữ có đến động viên. Từ lúc mì dự án đàm biếu má trọng tháo khỏi đầy bề nhìn các cán bộ xã thằng lên trao đám biếu. Điền nhà cô là mì, chỉ lòng hàn khỏi cùng ao khẩu hệt, quá phụ nữ khỏi hàn thù mà để lại ngân, hề kín phải khuẩn hơn con. Toàn bọn khỏi giúp đại án lươn quảng đầy miệng, á bụi bùi thị thành hồi phiên tổ thiếp thỏng thi trần việt lầm lần vừa mì á từ hải dương khẩn này Pì họ xin linh hết thơ con lê liền mũ mì ngân bốn á đà bàn thoản đời phúa khả móc đám phiếu chè đời nứa hát á chè nướng mùi pì hở kép sóc bay mồi bay tham tấn trừ tăng lại ngân quốc thả óc lửa nát của mì ngân lại hàng chục triệu mướn mi rằng suốt này Á đà linh ngân quốc ngân hàng chính sách xã hội về thâu nửa xin mét vùng thôm nướng vài bát bia mỗi bì bia đầy nửa tham bộ bia phê mỗi bì lươn át điều khai bay bia nướng khảo tốt làng chiến bia bát thường hào lấy khai thường hẳn ở mà ngân thu nửa thòng thiết chiều mừng từ khi mà vào hội phụ nữ thì cũng được các uh, chi trưởng chi phó rồi chị em cũng đến động viên từ lúc khảo hội phụ nữ vì Nào nhìn đã thường đồng phiền lên cho mở đàn phiếu trẻ liều mù liền cay lò mô hình thuần thôm lò làng tay túa về hệ kín văn ca phê khẩn tùa làng làm mỹ chắc lê đầy vì Nào nhìn lên cháo hệt về hệ kín về khẩn mắn làm ăn thì nó đạt hiệu quả rồi lại vì sở này phòng cha vì nào nhìn học tập nghỉ óc lại cái hệt viền mơ xây dựng lươn luôn là đào kín đào nung, đà bà nó quảng tăng thị trấn Việt lắm. Đà hàn mi lại pin hậu nhìn đã cố gắng hê kín phê khứng, đời nhìn tổ lăng mi đàn cốt đào lươn, hứa lần là mi kín giúp còn vàng đầy miệng hơn. A à, Nguyễn Thị Hồng giúp tổ há thị trấn Việt lắm, lê nướng đã lại cơn lòng này. Đời pa chỉ khó hết việc cốt là, A à, Hồng đã hết đầy mô hình hê kín khôn khỏa, ao à, mang ngân thu ổn định có mồi bí từ ngân vốn to con a à trong hảo phiếu mày kín mát mì ma hôm xiếm ma nhàn ma ối mồi bí hạ ngân thu nứa thong thiếp chiều mướn khen thuần mày mát lửa na hệt lào lang liền mú mồi chạc liềng thong thiếp tô mú bị cùng khai đầy thòng thần thám chạc nò hẳn a nhân liền cay mùa chạc hàng bác túa từ môi nghệ kín khôn khoa mỗi vì cùng áo mà ngân thủ cải lương hạt đơn lươn á. Riêng bản thân tôi thì thường thường là tôi cũng luôn luôn là đi học tập. Và... Khỏi lúc hả cùng học thảm, phải hệ kín cốt đào lươn phải khẩn. Vì nào nhìn suốt chỉ hồi cùng thằng này về học thảm cái hệ kín cốt khỏi. Vì nào nhìn đào chị hồi thì chấn việt lắm, đã hệ kín phải khẩn đầy miếc. Lại vì quá, bằng bà coi thằng lần cháu, các lại viên hiệt lò làng mỏi lần chắp mưa khóa học kỹ thuật hừa can mưa ngân vốn phải hiệt lại mô hình liền tay túa thiếu mày mát lòng cảm trò hừa can ăn can bếp biết chứ hừa can tuổi pia xong khăn này phần nhanh lại pì nào nhìn giúp huyền phi duyến chợp lái khó khát phải phần ta hùa lại hồi phiến khó bay khừn tà đầy kho sát lề giúp bờ nà lại khớp hội phải bảo đổi lại ngành trước nàng khay quảng việc bồi dưỡng hứa hào lại hội viên dùng khoa học kỹ thuật khẩu hết lê na liền tay túa đại linh ngân dùng ngân linh hào đầy đứa về đề hàn phương tàu xây dựng các khai quang mô hình đầy miệt ó tăng hồi đối với lại cái phát triển kinh tế thì trong cái thời gian vừa qua thì hội đối với lại hội liên hiệp phụ nữ huyện vị xuyên thì đời phía hiệp kiến cô hội phiến lệ đa quá hội phụ nữ huyện phi xuyến đã hờ cán bộ lông thôn bán bay coi ca linh về khai quang lại mô hình vào đời cơ sở hội lần nóc đại liền tổ lắng đàm thuốc mày mát lắng lần trao hậu hội viên hiệp kiến phải khẩn theo từng ngành nghề và cái phát triển kinh tế ra làm sao và định hướng cho hội viên là phát triển theo từng cái lĩnh vực ngành nghề từ ba chủ đồng quốc hội liên hiệp phụ nữ huyện phi xuyên đã phong trào vì nào nhìn hừa cán hề kín bê khứng mỹ điều chuyển tôi cách nghỉ cách hệt mà những áo thùng và nàng đồng sáng tạo có một vì nào nhìn hứa hảo lại cần ta đầy khảo giác các bê khấn hệ giàu góp phấn khảo việc ta sát ta khảo các mền hệ song bản lang mát xu huyền Đài phát thanh truyền hình Hà Giang thông báo tư văn so thông bên tham vì thông xin tiếp hạ. Đài phát thanh truyền hình Hà Giang sẽ tối khung giờ phát sóng phát thanh quá tần số FM phát năng MHz, các băng năng linh tham MHz là chương trình thời sự tổng hợp của tham đồng cầm, lấy cam tay, cam bồng, cam rào, tư văn thứ hai, thần văn thứ bảy con tuần đồng lặng. Chương trình cam tay phát từ lúc một giờ trải, thần bột bèo trải, phát lại khỏi lúc phép giờ, thần phép bèo tràng Chương trình cam bồng phát từ một bông trài thần thòng sơ trài phát lại khẩu lúc pet bông thần cầu dơ khầm chương trình cam rào phát từ lúc thòng dơ trài thần thòng bông trài phát lại khẩu lúc cầu dơ thần cỏ bông chẳng hình lần điều văn chủ nhật phát chương trình ca nhạc cúc tham long cầm lấy cam tay cam bồng cam rào đài phát thanh chuyên nga rằng thông báo phát pinong lai dân tộc đời tình đầy chắc toàn nghe là chương trình cúc đài bồn khỏi Bình Hồng tiếp chương trình truyền hình thời sự tổng hợp cam tay của đài phát hành truyền hình Hà Giang phần này bon khỏi so thường suốt này và máy Bình Hồng đã tận tâm chương trình của bọn khỏi thường tiếp cho Bình Hồng.